thì con người kỹ tính sạch sẽ, nên là chồng em mà ví dụ như mà ở mà có hơi dơ dơ xíu là bắt đầu la, bắt đầu chửi mắng, làm ơn làm phước đi, đừng có như vậy nữa, bực bội quá à, dẹp hoài mệt lắm á. Người chồng em thì phản ứng như thế nào với cái điều đó của mẹ? Thời gian đầu thì chồng em im lặng, cho đến khi là mẹ em cứ cằn nhằn hoài, cứ nói hoài, thì chồng em cũng là dạ con biết rồi, dạ con biết rồi, có làm cũng làm. Nhưng mà em biết được là chồng em thì không có làm được những cái công chuyện đó, thì em cũng ra tay em giúp. Thì mẹ em càng ngày càng nói hoài, cứ nói hoài, thì chồng em mới tức, mới nói là thời gian đầu tao muốn lôi mày ra khỏi thằng kia, nhưng mà tao thấy mày tốt quá nên tao mới thương mày và tao muốn cưới mày về làm vợ. Nhưng mà áp lực đồng tiền nó đã quá lớn rồi, về nhà còn phải áp lực gia đình nữa thì làm sao tao chịu nổi đây. Đấy, thì chồng em có nói câu đó. Em cũng suy nghĩ, thì từ lúc đó em cũng thay đổi là biết quan tâm ảnh hơn, biết này kia hơn. Nhưng mà tại vì ở chung với mẹ nên là mẹ em cũng có nhiều cái không có hài lòng. Em cũng xin mẹ em là mẹ ơi, bây giờ mẹ thương con, thương chồng con, thí dụ như cái chuyện gì mẹ không hài lòng, thôi mẹ nói với con đi, con làm cho, chứ mẹ đừng có dằn chồng con vậy. Nếu mà mẹ muốn con hạnh phúc, mẹ cũng xong rồi mẹ cũng dạy hoài, mẹ không có thay đổi được. Có khi nào các bạn nghĩ tới cái việc đó là mình sẽ ra sống riêng không? Có, chồng em cũng có nói là nếu như mà cứ áp lực như vậy hoài, hai vợ chồng mình sẽ ra sống riêng, anh sẽ cố gắng. Thì lúc đó em cũng e ngại á, tại vì em cũng mới lớn mà, em sợ là ra sống riêng nó không có dễ dàng. Thì lúc đó có nói với bà ngoại, tụi con sẽ ra sống riêng. Thì bà ngoại mới nói là bây giờ có nhà có cửa không ở, mắc gì đi ra ngoài sống riêng. Chồng em mới nói là sống chung không được, tại mẹ cứ khó khăn này kia, thà sống riêng để vợ con nó trưởng thành hơn, vợ con nó biết cách làm mẹ, làm vợ hơn. Chứ bây giờ sống với mẹ hoài, mẹ cứ bảo bọc nó hoài là nó không có lớn được. Thì bà ngoại em mới nói là có tiền đi rồi muốn làm gì làm, có tiền đi rồi muốn làm gì làm. Thì chồng em kiểu như cứ gieo trong đầu là tiền, 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 phải cái gì cũng tiền. Thì sau này khi mà xung đột xảy ra, khi mà chồng em quay về với em rồi á, thì nói chung chồng em cũng ngoại tình hai lần chứ không phải một lần. Và khi bà đó bỏ hết tất cả về với em rồi á, thì chồng em có nói một câu: tiền trên cuộc đời này mình chỉ cần thôi, chứ mình đừng quá quan trọng. Quan trọng là cái lòng người đối với nhau kìa, chứ đừng có quan trọng tiền quá. Lần đầu tiên chồng em ngoại tình đó là khi nào? Vừa đám cưới xong, tối hôm đó vừa ở nhà hàng về. Đúng ra là người ta sẽ có cái cuộc đồng phòng của cô dâu chú rể, nhưng mà cái này là do có con rồi, nên là sẽ mỗi nhà, dù nhà gái là có ở dưới quê lên, nhà cha cũng có người ở dưới quê lên, thì tiễn những người đó về quê. Thì chồng em không về nhà, mà là để cái trách nhiệm đó cho cha mẹ chồng em. Chồng em thì đi nhậu với bạn bè, thì bạn bè rủ một cái cô gái đó là của quán karaoke đi chơi với chồng em, và xong tối hôm đó là ở với bạn đó luôn. Tại sao em phát hiện? Tụi em đám cưới là tháng 8, hai người đó nhắn tin với nhau qua lại, tới khi lễ 2 tháng 9 là dưới quê có một cái đám cưới, thì chồng em phải về dưới đó để trả lại. Thì vô tình là em vô được cái tin nhắn Messenger Facebook của chồng em. Em thấy được là chồng em nhắn tin với bạn đó và đang ở dưới quê với bạn đó luôn. Tại vì bạn đó cùng quê với chồng em luôn. Thì chồng em có nói một câu là nghe em về mừng như trúng số, nên là anh mới về. Em chụp tin nhắn đó em gửi qua cho chồng em. Chồng em mới nói con, tao cố tình á, tao cố tình tao để cho mày thấy á. Tại vì gia đình mày làm như vậy tao quá áp lực. Và anh nói hoài, em không sửa đổi được cái tính là không làm vợ, không làm mẹ được, mà không chịu sửa. Tại sao vậy? Em buồn, em cũng nói chồng em là thôi đừng về đây nữa, anh ở dưới quê luôn đi. Sau khi mà đi ở dưới quê lên rồi, đi đám cưới về rồi, thì cha mẹ chồng em có biết là chồng em như vậy, có khuyên, có chửi, có mắng. Chồng em cũng nhận ra được cái lỗi, xong cũng về nói. Thì lúc đó anh cũng bồng bột quá, anh cũng háo thắng quá, nên là anh mới dậy. Với lại anh cũng chỉ muốn chơi bời cho nó qua cái đoạn mà áp lực đó đi, cho nó vui vẻ đi, xong rồi mình tiếp tục cuộc sống cũng được. Thì xong rồi sau rồi quay về. 2 tháng 9 là cắt đứt với bạn đó, là tới tháng 10 có một bạn khác nữa, là cũng xung đột. Do là sống chung với mẹ em thì cứ vậy đó, cứ ngày qua ngày cứ phải chửi mắng. Rồi gặp bà ngoại em thì cứ nói là ủa chồng mày đâu rồi, chồng mày không đi làm hả, đi làm mà không có tiền lo cho con gì hết trơn hả. Em tức quá em mới nói là đừng xen vô cuộc sống của con nữa, bây giờ con lớn con có chồng con tự lo, con không cần ai xen vô nữa. Thì mẹ em mới nói ủa mày tự lo thì mày ra ngoài mày sống đi chứ mắc gì ở đây, rồi xong rồi nói tự lo. Thì chồng em vô tình nghe được, chồng em mới suy nghĩ cái câu đó là giống như đuổi, giống như đuổi. Chồng em mới tức rồi bắt đầu là đi ra Nha Trang, thì gặp một cái người đó. Em sốc hơn nữa là cái người đó là con của vợ bé của cha chồng em. Hả? Con của vợ bé. Của vợ bé của cha chồng em. Tức là ba chồng của em có vợ bé. Trước đó, trước lâu lắm rồi có vợ bé, nhưng mà giờ cũng cắt đứt hết luôn rồi. Cái cô đó có một đứa con riêng. Đúng, con gái riêng. Và cái đứa con gái đó
quen với chồng em? Chồng em, dạ. Ok, chị ổn. Rồi sao nữa? Mức độ giữa hai người nó đến mức độ nào? Cái lúc mà Tết là em đang mang bầu con em á, mẹ của chị đó với chị đó vẫn đi Đà Lạt với em bình thường. Tại vì chồng em có nói một câu á là cái người này nè, tới với cha, người đó rất là hiền, người ta rất là tốt. Tại vì người ta tới với cha, người ta lo cho cha đủ thứ hết. Nên là anh cũng coi như là mẹ bình thường thôi, chứ anh không có ghét người ta. Thì tụi em vẫn đi chơi Đà Lạt rồi này kia với người đó bình thường. Nhưng mà tóm lại lúc đó chị hỏi thiệt là em có đủ tỉnh táo để em hỏi chồng em ngược lại một câu là ủa anh, vậy nếu như mai mốt mà anh ngoại tình với một cái cô nào mà hiền hiền á là nó cũng bình thường đúng không? Tại cổ tốt mà. Lúc đó em có bật ra được cái chế độ phản biện như vậy không? Hay là em cũng bình thường? Em bị lụy nên là em bị khờ. Em đúng rồi, em bị kiểu như là còn nhỏ quá nên là cứ tin tưởng chồng em một tuyệt đối 100%. Gõ giùm em tiếng chuông đi ạ. À. Em tin tưởng chồng em lắm nên là chính vì vậy nên là em mới bị hai lần á chị. Thế thì khi mà em biết cái mối quan hệ giữa hai người đó đến mức nào? Đến cái mức là hai người ngoại tình thì đương nhiên sẽ có ngủ chung. Và người đó nói với chồng em một câu như vậy: anh về nói chuyện với vợ anh đi, em thấy vợ anh cũng hiền mà, em chấp nhận làm vợ bé đó, em chấp nhận làm vợ bé đó. Truyền thống gia đình. Dạ. Truyền thống gia đình. Mọi người hiểu tại sao chúng ta cứ phải nói với nhau là gia phong nó quan trọng, mọi người cứ nói cái nếp nhà nó không quan trọng. Trời đất ơi, một cái tiêu chuẩn đạo đức nó được hình thành như vậy mà sao không quan trọng được? Khoan hay bàn về chuyện cuộc tình này đúng hay là sai? Khoan hay bàn tới chuyện em đúng hay sai luôn, có nghĩa là dù cho chồng em không ngoại tình với cô đó thì chồng em cũng ngoại tình với cô khác thôi. Nếu như cái nội tình của các bạn có vấn đề thì nó sẽ có chuyện ngoại tình. Nhưng cái quan trọng là cái mà cô kia cổ nói. Tại vì sao? Tại vì cổ tin rằng đó là một cái chuẩn mực đúng đắn. Vì mẹ cổ cũng vậy. Và nó càng đúng đắn hơn nữa khi mẹ chồng của em và cả chồng em cảm thấy đó là một mối quan hệ win-win. Hai bên cùng có lợi. Ôi ôi, cuộc đầu tư này lời quá, cả làng cùng vui luôn. Thế thì khi mẹ phát hiện ra thì em phát hiện trong hoàn cảnh nào, là em mở điện thoại của chồng ra em coi, để em có chất vấn chồng em không? Trước khi về thì chồng em có nói là bây giờ anh đã về với em với con rồi, thì sau này nếu như có chuyện gì xảy ra, nếu như em phát hiện được chuyện gì thì em cũng biết là anh đã bỏ hết để quay về với em với con rồi. Lúc đó là một giờ khuya, tự nhiên trong lòng em muốn nôn nao, muốn coi điện thoại, tự nhiên không biết sao muốn coi là thời gian qua chồng mình đi đâu làm gì. Là thời gian qua là bao nhiêu thời gian? Tầm nửa tháng. Chồng đi đâu không biết, bỏ đi không biết, cắt hết mọi liên lạc luôn. Lúc đó là gần Trung thu chị, em có năn nỉ chồng em là anh ơi về chở con đi chơi Trung thu, đó là Trung thu đầu tiên của con em. Nhưng mà chồng em nói không, tao không về, đừng có nói nữa. Từ đó giờ tao không có được cuộc sống cho riêng một mình tao, tao chỉ sống theo ý của người khác thôi. Nên là giờ tao muốn cuộc sống của một mình tao. Xong câu đó là chặn hết tất cả luôn, Zalo, Facebook, số điện thoại này kia. Nửa tháng trời mất tích. Dạ. Lúc đó em cũng hận lắm. Em nghĩ là thôi bây giờ mình cứ sống. Tại vì em suy nghĩ là bây giờ mẹ đơn thân cũng khá nhiều, người ta vẫn có thể giật dậy được, tại sao mình không có thể mình nuôi con mình được. Thì đùng cái chồng em đòi về. Chồng em mở chặn ra hỏi là em với con dạo này ổn không. Em nói là vẫn khỏe, vẫn tốt. Xong rồi chồng em mới nói là thôi bây giờ anh về nha, anh về với em với con nha. Cái em nói là anh về lúc nào em cũng chào đón mà. Đấy thì quay về thì em mới phát hiện như vậy. Thì khi mà một giờ khuya em mở cái tin nhắn ra em coi thì em cũng buồn, em cũng sốc, em khóc. Thì vô tình chồng em giật mình dậy: ủa sao tự nhiên em ngồi đây em khóc? Em mới đưa tin nhắn cho chồng em coi, đưa những cái bằng chứng cho chồng em coi. Ông ôm em, ông nói thôi bây giờ em khóc đi, khóc cho đã đi xong rồi bỏ qua hết nha. Đó. Khóc cho đã đi xong rồi bỏ qua hết nha, sau này vui vẻ anh sẽ kể cho em nghe. Đợi vui rồi kể cho buồn lại hay là cái gì? Thì em cũng không hiểu nữa. Xong cái lúc đó em chỉ có biết khóc thôi, em chỉ biết ôm chồng em khóc thôi. Em nói sao anh đối xử với em với mẹ với con kỳ quá vậy. Thì chồng em mới nói là thì bây giờ anh không muốn giải thích, làm sai là chỉ có im lặng hành động thôi. Kiểu chồng em nó cũng có một chút gia trưởng á chị. Đó là một dạng trốn tránh trách nhiệm với gia trưởng chị. Mình gọi cho đúng tên thì đừng có đánh tráo khái niệm hoài. Thế thì khi nào thì chồng em bắt đầu ngồi nói cho em nghe lý do đầu tiên là tại sao lại là cô đó? Hai người tại vì cái lúc thú cảm với nhau cái gì vậy? Tại vì tự nhiên cái lúc mà chồng em với em đang xung đột với nhau á, tự nhiên cái chị đó đi lên Sài Gòn làm, xong mà bị người ta dụ dỗ như thế nào đó, nhiên gọi cho em kiếm chồng em. Em hỏi ủa chị có chuyện gì, chị không kiếm em sao chị kiếm chồng em? Em nhờ chồng em lên giải quyết cái chuyện này giùm chị đi, ở trên đây xung đột rồi chị đi làm mà bị tan hiếp này kia gì đó. Thì em cũng chỉ là người tốt, em cũng chỉ thôi anh giúp chị đó đi. Xong rồi sau đó là tới với nhau luôn á chị. Rồi anh bỏ đi nửa tháng là anh đi đâu? Cái thời điểm mà chồng em bỏ đi nửa tháng là chồng em có chạy xe tải, kiểu như là tối đi lên Long An lấy hàng xong rồi về Củ Chi giao vậy đó, thì ngủ ở trên xe tải, là cái cô đó đi theo trên xe tải luôn. Rồi cuối cùng thì anh quyết định bỏ hết về lại với mình.
Dạ, chồng em nói là không biết lúc đó làm sao mà tự nhiên anh nằm anh ghé tay em chán, anh suy nghĩ một đêm luôn. Anh không biết sao mà vực dậy, ai vực dậy anh nữa, mà tự nhiên anh nghĩ tới vợ tới con, tự nhiên nhớ vợ nhớ con quá, anh mới nói với nó một câu là: một á là tao bỏ nó, tao theo mày luôn, còn hai á là tao bỏ mày, tao về với vợ con tao. Thì chị đó mới nói là: vậy anh chọn phương án nào? Thì chồng em nói: tao về với vợ con tao. Chị đó có níu kéo nói là: thôi bây giờ cho em đẻ một đứa con gái nữa đi rồi hả đi. Chồng em mới nói là: không. Chồng em có nói với em nghĩ rồi, nếu như mà anh đẻ cho nó một đứa con gái thì đương nhiên anh phải có trách nhiệm với con anh đẻ ra, nên là nó sẽ bị ràng buộc nhiều thứ, nên là anh canh nó đi ngủ rồi anh bỏ đi về luôn. Câu chuyện đó cách đây bao nhiêu lâu rồi? Năm ngoái chị, tháng 10 năm ngoái. Tính anh năm nay cổ có mang bầu không? Em cũng không biết, tại vì em không liên lạc, cũng không ấy nữa. Em có sợ một ngày nào đó cổ bồng tới một đứa nhỏ cỡ 1 tuổi mấy, 2 tuổi? Cũng sợ chị. Cổ trình diện em với chồng em không? Em cũng sợ á. Nhiều khi chồng em như vậy em cũng suy nghĩ là tại sao em lại khờ như vậy á, tại sao em lại bám víu một cái cuộc tình mà nó không có kết quả. Nhưng mà em lại đặt cái niềm tin, tại vì em là em cái con người em không biết sao mà em suy nghĩ là người ta làm cho mình dù có 99 chuyện xấu nhưng mà một chuyện tốt em vẫn bám víu cái chuyện tốt đó để mà em đối xử tốt với người ta luôn. Người ta không có tốt với em đâu, chẳng qua em thiếu thôi. Người ta không có tốt với em đâu, chẳng qua em thiếu thôi. Cái điều gì nó đang là nỗi lo của em hiện giờ? Hiện giờ thì em lo là chồng em sẽ bỏ đi và cũng sẽ ngoại tình tiếp giống như vậy. Em nghĩ chuyện đó có khả năng xảy ra không? Em nghĩ là có. Chắc chắn có. Dạ. Nên là khi mà chồng em quay về á, theo cái hướng tích cực á, thì chồng em cũng lo này kia, nhưng mà em sẽ dè chừng. Tại vì thực sự ra là cái tình cảm của em á, đối với hiện tại bây giờ, hồi trước á, là 100% toàn ý toàn cực dành cho chồng em. Nhưng hiện tại bây giờ là em bị vơi bớt phân nửa rồi, nên là em cũng chuẩn bị sẵn tâm lý. Nếu như sau này còn có cái chuyện đó xảy ra nữa thì em nghĩ là chắc em sẽ buông được. Tại vì nỗi đau nó chồng chất nỗi đau rồi. Chị nhắc em một câu thôi, là Lãng Tử chưa có quay đầu đâu. Lãng Tử chỉ đang tạm dừng nghỉ chân cho nó đỡ mệt. Tại vì tương lai như thế nào thì chị cũng không phải là thầy bói, chị cũng không phải là nhà tiên tri, chị càng không được chủ quan để chụp mũ một ai đó. Nhưng với tất cả những gì diễn ra, chúng ta hoàn toàn không thể có niềm tin về một cái người mà người ta thực sự quay đầu. Bởi vì thứ nhất chồng em còn trẻ, cái thứ hai cái bối cảnh gia đình của bạn đó nó không làm cho chúng ta tin tưởng rằng là bạn đó có hướng để quay đầu. Và cái thứ ba là cái cực kỳ quyết định là chính bản thân em rất dễ dàng cho cái câu chuyện đó là chấp nhận người ta, chấp nhận người ta. Dù người ta có rất nhiều cái sai mà đáng lý ra cái vai trò của mình phải khác đi, thì em độ lượng một cách vô lối cho tất cả những cái điều đó. Bây giờ em tự lập được chưa? Nếu như mà nói về để mà ra ngoài sống riêng á thì em không chưa sống được, em vẫn có ở với mẹ. Nhưng mà em có thể là tự lo cho con em và em được. Em có thu nhập chưa? Dạ có. Tại vì em cũng vẫn đi làm công việc văn phòng như bình thường. Đủ để không xin mẹ không? Dạ có thể là không xin mẹ. Đủ để tự thuê nhà sống không? Không, cái đó thì không có đủ được. Tại vì bản thân em thì trước giờ em không có giỏi kiếm tiền. Em chỉ có thể làm những cái công việc như công ty này kia thì tới tháng lãnh lương thôi. Rồi. Vậy thì em tự chơi với con được không? Rồi khi mà chơi xong với con rồi, làm xong công việc rồi, em có thể tự có những niềm vui mà không có liên quan tới chồng em không? Là em có thể nhờ mẹ em giữ con, em đi chơi với bạn. Ví dụ như bạn em bận quá thì em đi mua những thứ mình thích. Ví dụ như em thích uống trà sữa đi, mua trà sữa về ngồi coi tivi. Có những cái chương trình truyền hình thực tế á, làm cho mình cười suốt ngày mà chị. Đi chơi với một đứa bạn cũng được, uống một ly trà sữa cũng vui vui, ngồi coi truyền hình thực tế thì cũng được. Nhưng tất cả những cái đó nó chưa phải là cái sự vững chắc. Dạ. Yeah. Mà nó chỉ đơn giản đó là mình vẫn đang tìm một cái gì đó để mình nương tựa vô. Ở đây ý của chị là cái sự tự tin từ bên trong của em á, để em tự làm một cái gì đó, không cần có sự xuất hiện của ai, mình vẫn có thể bình an, mình vẫn có thể cảm thấy giá trị của bản thân, mình vẫn tin vào mình. Thì em có được cái cảm giác đó chưa? Tại vì em được sự bảo bọc của mẹ em từ nhỏ, nên là em không có tự lập được những cái thứ đó. Nếu như mà em thấy buồn là bắt đầu em tìm niềm vui từ con em thôi. Vậy thì thôi, phải tiếp tục trưởng thành tiếp thôi. Thì ai cũng có bài tập để làm mà, thì đó là bài tập của em. Và em buộc phải làm cái điều đó. Vì sao? Vì giông gió chắc chắn còn ở tương lai. Chắc chắn là còn. Chắc chắn là còn. Còn ở mức nào thì chị không phải nhà tiên tri, chị không biết. Và có một cái chi tiết cực kỳ quan trọng mà hồi nãy là chị cũng phải ráng lắm đến giờ này chị mới nói, là về căn bản á, em không có được người ta yêu thương. Nhưng vì em thiếu cho nên em gọi đó là yêu thương.
Ví dụ một cái chi tiết rất quan trọng ha, em nói là cái bạn cũ á, là bạn không có tin ý, bạn không có nhận ra em muốn gì. Nhưng mà sau này em bị chồng em thuyết phục là bởi vì em chỉ cần gửi một cái gì đó qua, em nói đẹp quá là ngày hôm sau là em có. Thực ra em cảm thấy đó là yêu thương, bởi vì em thiếu cái sự chăm sóc đó ở cái mối tình trước. Cái bạn đầu á, ngoài cái việc là bạn đó không thương em là rõ ràng rồi, thì nó còn có câu chuyện là ổng nghèo nữa. Cho nên bây giờ ổng có tin ý đi chăng nữa, ổng biết em thích cái món đó nhưng mà tiền đâu ổng mua, tiền ổng đang xài của em mà. Thì chắc chắn một điều ổng không bao giờ thỏa mãn được những cái niềm vui mua sắm cho em hết. Thì em thiếu cảm giác được chăm sóc bằng vật chất. Vậy thì chỉ cần có một người họ mua cho mình một cái món gì đó mà thực ra về vật chất thì chẳng có nhiều, thì mình đã cảm thấy là người ta vì mình rồi. Và mình bắt đầu trượt dài trong một cái mối quan hệ mà mình gọi là tình yêu, như thực ra yêu thương gì đâu. Tại vì một người yêu em thì người ta không có để cho em phải trải qua một cuộc hôn nhân chỉ vì ổn vỏn vẹn trong vòng 4 năm mà có được nhiều điều khủng khiếp như vậy. Vậy thì bây giờ ổn hay không á, thật ra ở chỗ của em. Em mạnh mẽ thì tự khắc chồng em phải mạnh mẽ, chồng em phải thay đổi. Còn khi em đã mạnh mẽ rồi mà chồng em không thay đổi, lúc này đơn giản lắm, đổi chồng. Chứ giờ sao giờ, cái gì tích cực nhất tôi đã cố gắng làm rồi, nhưng mà người bên kia vẫn không có thay đổi để cùng với tôi xây dựng một cuộc sống mới, thì tôi cũng đâu có chết dí cuộc đời của tôi vô cái người này được. Nhưng mà bây giờ em cũng không có dám đưa ra quyết định nó luôn, tại vì mình sao, một mình không được, chưa được. Tại sao em quyết định có mặt ở đây với chị? Tại vì em muốn trải lòng mình. Đúng ra thì không có ai đem cuộc sống hôn nhân của mình mà lên kể cho người này người kia nghe để mà ấy, tại vì chồng em nó rất cực kỳ ghét cái chuyện là chuyện vợ chồng thì về nhà vợ chồng tự nói với nhau, chứ không thể nào mà đem kể cho người này đem kể cho người kia, tại vì người ta cũng chỉ cho lời khuyên chứ người ta không giúp được gì mình. Người nãy giờ trải ra thấy có nhẹ ra không? Dạ có, cũng nhẹ lòng hơn được một chút á, tại vì thực sự ra là nếu mà em không trải lòng á thì khi mà em nhớ tới những cái chuyện đó em cứ phải ấm ức và nhiều đêm em không ngủ được. Rồi vậy thì bây giờ mình chốt ha. Dạ. Đầu tiên, chồng em nói đúng á, chỗ đó là chuyện của mình thì người ta chỉ cho lời khuyên thôi, chứ không có ai thay đổi được gì hết. Đương nhiên rồi, chuyện của ai người đó thay đổi chứ làm sao mà người khác thay đổi được. Giờ chuyện của em, mẹ em có muốn thay đổi em, mẹ em còn không làm được nữa đây nè. Nhưng nếu như không nghe lời khuyên, chúng ta không có lối đi. Đi lối nào là chuyện của các bạn, và phải đi bằng đôi chân của các bạn. Nhưng khi không có lời khuyên, chúng ta không biết lối đó nó nằm ở đâu. Đó là lý do tại sao chúng ta phải lắng nghe lời khuyên, là em phải thực sự trưởng thành. Khi em trưởng thành rồi, mọi quyết định của em với chồng em sẽ không cảm thấy đó là quyết định của nhà vợ. Thì em không cần phải là người đứng giữa. Ngược lại, khi em trưởng thành rồi, mọi quyết định của em mà bộc lộ cho gia đình em thấy, thì mọi người sẽ thấy rằng đây không phải là quyết định mà do chồng em xúi. Khi mình vững chãi rồi thì chuyện của mình là chuyện của mình thôi. Những người liên quan với mình thì giải quyết với mình thôi. Thì mình không cần phải ở trong một cái thế nó khó như vậy. Nhưng mà hành trình này nó dài lắm. Có cái thông điệp nào từ câu chuyện của mình, mặc dù thôi trưởng thành thì từ từ tính sau, nhưng mà một cái thông điệp mà mình muốn chia sẻ với người, mọi người đang theo dõi chương trình, để mọi người có một cái bài học mà em rất là muốn mọi người thấy không? Nói chung thông điệp của em là khi mình trưởng thành đi rồi mình hả kết hôn. Và để có thể làm được cái chuyện như em nói á, thì vốn ngay từ còn nhỏ xíu, mỗi bạn sẽ phải được hướng dẫn một cách rất là bài bản từ gia đình của mình. Thì hy vọng đây cũng là một cái câu chuyện để ở đó tất cả mọi người cùng nghe, để mình ở trong cái vị thế nào thì mình chỉnh sửa cái vị thế đó. Cảm ơn em đã có mặt ở đây cùng với chị và mọi người. Và cảm ơn quý vị khán giả đã luôn đồng hành cùng với Ai Cũng Có Chuyện vào một... Nó, cho nên là mình cần chủ động chút xíu. Với lại mình nói to chút giùm em nha. Bên chương trình nghe nhưng mà nghe nó hơi nhỏ á chị. Cho nên là mình nói to chút xíu nè. Rồi trước tiên nhà chị giới thiệu sơ lược về thông tin cá nhân của chị nha. Về họ tên, là công việc, quê quán và địa chỉ hiện tại của chị á. Rồi mời chị ạ. Chị tên là Hoàng Minh Thư, sinh năm 1992, nghề nghiệp là bác sĩ, quê quán là ở Đà Nẵng, giờ hiện đang làm việc và công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh. Mình tên Thư hả chị? À, mình sinh năm bao nhiêu á chị ha? 1992 ạ. Hoàng Minh Thư sinh năm 1992. Mình làm bác sĩ, là chuyên ngành của mình là gì chị? Là tiêm, chuyên về mấy cái tiêm chủng ạ. Chuyên về tiêm chủng. Hiện tại là mình làm ở quận 6 hả chị? Dạ đúng rồi ạ. Rồi mình sống trong này thì mình sống cùng ai á chị, chia sẻ thông tin cá nhân của chị giúp em nha. Rồi ưu điểm, nhược điểm của mình nè. Mình sống cùng gia đình là 4 người, bố mẹ với lại gái. Rồi ưu điểm, nhược điểm của mình là gì chị? Là từng tình duyên của mình á, mình chia sẻ luôn giúp em nha. Dạ, ưu điểm là mình là thân thiện, hòa đồng,
hay giúp đỡ mọi người. Rồi còn còn nhược điểm thì chắc là chắc về ngoại hình của mình thôi, là hơi mập chút xíu thôi. Rồi về đường tình duyên của mình thì sao ạ? Thấy thì cũng hơi lận đận. Chia sẻ cho Mimi chị bao nhiêu mối tình rồi sao mà ly hôn? Ủa sao mà không có tiến tới những cái bạn đó chị? À thì giống như là cũng ba mối tình nhưng mà chỉ có một mối tình chính thức thôi, còn mấy mối tình kia là có thể là chỉ là đơn phương hoặc là không cùng tần số. Rồi mình chia sẻ cụ thể về cái mối tình chính thức của mình đi chị. Thì mối tình chính thức đó nó cũng là cũng hồi nhỏ rồi. 15 tuổi. Đó bây giờ luôn. Đó. Mình tập trung học tập chứ không có lo chuyện tình cảm. Được, có nghĩa là có hai mối đơn phương với lại một mối chính thức hồi 15 tuổi. Dạ đúng rồi. Mà quen nhau bao lâu quá chị, sao mà không có tiếp tục nữa, chị chia sẻ cụ thể cái câu chuyện của mình với em nha. À, thì lúc đó là cũng còn nhỏ đó chị, trên quen cũng 3 tháng à. Là học tập. Còn hai cái mối tình đơn phương của mình thì sao chị? Thì giống như là có thể là có những cái mối tình mà mình thích người ta mà người ta không thích mình, còn những mối tình người ta thích mình không thích người ta vậy đó. Cụ thể hơn đi chị, là thích người đó sao mà mình thích người đó, gặp nhau sao rồi có tỏ tình không, rồi sao mà quyết định không thích người ta nữa chị? Thì giống như là thì cái bạn đó học giỏi lắm rồi, cái bạn đó đi du học rồi mình vậy thôi, không còn liên lạc nữa. Đó là những mối tình đơn phương. Mình nghĩ lý do tại sao mà đến bây giờ mình vẫn còn độc thân chị? Thì chắc là duyên số chưa tới. Là đi gặp cái là có bình thường là có nói chuyện với mọi người không? Mình có nghĩ là do là mình hơi khép nép cho nên là mình không có tìm hiểu được với những cái bạn ngoài xung quanh mình á. Giống như là mấy cái bạn mà mình xung quanh mình thì giống như là mình nói chuyện không có hợp, hoặc là nhiều khi ví dụ mình cho người ta cơ hội rồi cuối cùng thì người ta cũng đi thích người khác á. Không hợp, cụ thể là không hợp nhau ở những cái điểm nào chị? Lối sống hay là về cách ứng xử hay là về chi tiêu đồ này nọ? Giống như là có một số bạn thì thấy mình dễ quá rồi mấy bạn đó, là tự ái mấy bạn đó. Không hợp nữa vậy đó. Ví dụ đi nói chuyện uống nước rồi đó thì mấy bạn đó thấy mình nhiều tài năng quá, hay là kinh tế địa vị nhiều hơn á, thì mấy bạn đó lại có vẻ tự ti, là mấy bạn không có tiến tới nữa. Là bao lâu rồi mình không có nói chuyện, không có tìm hiểu ai chị? Chắc trong vòng khoảng một năm nay à. Rồi bây giờ mình tham gia chương trình đó thì mình muốn tìm một cái đối phương như thế nào, miêu tả cụ thể cái mong muốn của mình nha, về ngoại hình, tính cách, chiều cao, cân nặng đồ á. À, tính chất thì chắc cũng là phải một con người tính cách điềm đạm ha, rồi chín chắn trưởng thành, rồi ngoại hình thì cũng cân đối. Rồi em có ghi trong cái hồ sơ ấy chị? Em có thấy hồ sơ của chị á, nhưng mà cũng phải quan trọng coi là cái cách mình chia sẻ như thế nào á. Tại vì hôm nay là vòng phỏng vấn mà. Rồi về tuổi tác, công việc đồ sao mình miêu tả kỹ ra nha. Tại vì mình miêu tả nó sơ sài quá thì thứ nhất là chương trình rất là khó tìm được cái người phù hợp với mình. Thứ hai đó là nhiều khi á tìm xong mà mình lên mình gặp bạn nam thì mình lại thấy là chương trình tìm không hợp, tại vì mình không có nói kỹ. Dạ tuổi tầm khoảng 25 đến 40, có thể là mình thì được bằng tuổi hoặc hơn mình chút cũng được. Công việc thì ổn định. Ổn định là theo chị ổn định là như thế nào chị? Phải trong những cái ngành nghề gì, để thu nhập bao nhiêu mới là ổn định với mình? Thì giống như là ví dụ như là có thể là làm bên lĩnh vực ngành y thì càng tốt, thì cũng cùng tần số vậy đó, có thể nói chuyện hợp hơn. Thu nhập thì bạn nam thu nhập cỡ tầm bao nhiêu thì là ổn định chị? Chắc tầm trên 10 triệu. Rồi có cái
cái mong muốn nào theo việc hình mẫu lý tưởng của mình không? Thì bạn đó là phải biết lắng nghe, bao dung, biết yêu thương, tức là ngoài cái IQ còn có cái IQ nữa chị. Rồi vị trí địa lý thì sao chị? Thì tốt nhất thì nên ở trong Sài Gòn luôn thì để dễ liên lạc hơn. Mà em thấy chị để quê quán sao cũng được, mình nhìn không có miêu tả kỹ nghe. Tức là, ví dụ nhiều khi là người bách ra người ta ở quê thì người ta vẫn lên Sài Gòn làm việc á. Thì mình phải miêu tả kỹ ra như vậy. Thì vì nếu mà chị ghép, chị nói ở đâu cũng được, em ghép chị người đâu ngoài miền Bắc, miền Trung thì sao chị chịu, không đâu có chịu đâu đúng không? Dạ, em sợ người ta tưởng mua là siêu thị vùng biển. Dạ rồi, ở gần Sài, ở Sài Gòn càng tốt, hoặc là ở gần Sài Gòn như Bình Dương, Đồng Nai rồi được không chị? Thôi tốt nhất ở Sài Gòn luôn đi chị. Còn đi, cho em tiện. Sở thích của mình là gì chị? Nhưng là sở thích của em là đọc sách, nghe nhạc, rồi tập thể dục như là yoga, thì đó, đi bơi. Với bạn bè đi chơi cầu lông với bạn bè rồi. Mình em thấy cái thời gian đi làm của mình bình thường là có nhiều không chị? Ví dụ như bình thường mình làm từ mấy giờ tới mấy giờ chị? Nói chung là nếu mà có những cái mùa thì nó sẽ làm việc ổn định 8 tiếng, còn có một số mùa dịch hay là mùa báo cáo thì có thể làm 9 đến 10 tiếng. Dạ. Dạ. Thôi, ngoài những cái sở thích của mình ra nè, thì mình có những cái gọi là những cái năng khiếu gì không chị? Ví dụ như là nấu ăn, rồi theo phù mai giá hay là ca hát gì được không đó chị? Dạ, nấu ăn thì cũng nấu món ăn bình thường. Còn là cái sở trường thì có thể là biết thêm mấy cái năng khiếu như là biết biết vẽ, rồi biết chơi đàn, học game này kia đó. Dạ rồi. Có hát rồi giao lưu hai câu rồi được không chị? Hát thì chắc không à, bởi vì hát hơi dở với lại em hơi xấu hổ. Dạ. Thường vẽ tranh là mình vẽ tranh phân dầu hay là tranh chì, tranh sáp chị? Giống là tranh của mấy đương đích hồi xưa thôi. Dạ rồi. Biết làm thôi, biết một thứ ít ít chứ không phải là chuyên sâu ha. Dạ. Thế mình tham gia chương trình thì chương trình báo chị trước bao lâu là được để có cái thời gian cho mình sắp xếp công việc của mình chị? Dạ, đem báo trước khoảng 2 tuần ha, để em lịch trực. Dạ rồi. Thì nếu như mà có cái người phù hợp với mình nào, hoặc là mình phù hợp với chương trình đó, thì chương trình sẽ cố gắng báo cho mình càng sớm càng tốt để mình chuẩn bị nha. Dạ. Lúc đó thì sẽ có biên tập liên hệ với mình riêng nè, để trao đổi cụ thể hơn, cũng như là có những cái dặn dò với mình trước khi mà ghi hình ha. Chào chị. Chị ơi, hôm nay là cái buổi phỏng vấn của mình á, cho nên là nhờ mình chủ động chia sẻ chút xíu nha. Nói to lên một chút tại vì nghe nó hơi nhỏ nè. Rồi, nhờ mình chia sẻ về cái thông tin cá nhân của mình trước. Họ tên, tuổi, rồi quê quán, nghề nghiệp và địa chỉ hiện tại của mình nha. Rồi, mời chị ạ. Dạ, em tên Quỳnh Hồng Thơ. Em sinh năm 1995. Em làm thẩm mỹ. Quê quán em ở Cà Mau. Mình làm spa phun xăm thẩm mỹ, như vậy thì là mình làm cho cái tiệm hay là mình mở tiệm riêng rồi chị? Dạ, em mở tiệm riêng. Hiện tại thì thu nhập một tháng của mình tầm bao nhiêu chị ha? Dạ, thu nhập một tháng của em tầm 30-40 triệu. Rồi, mình giới thiệu thêm về ưu điểm và nhược điểm của mình nha. Dạ, nhược điểm của em là... Ưu điểm và nhược điểm của mình á? Dạ, ưu điểm là vui vẻ, thì nhược điểm là không biết hát. Có nóng tính, có ghen nhiều, rồi có gọi là hay quên đâu không? Không hay quên, cũng không nóng tính luôn. Rồi ưu điểm là gì chị, chia sẻ lại cho em coi. Dạ, hiền, hoạt bát, hòa đồng. Dạ. Rồi cái công việc trong gia đình đó thì mình giống như là nấu ăn đồ á, mình có làm được không nè? Dạ được, em nấu ăn ngon. Nấu ăn ngon ha. Nấu ăn ngon cũng là một cái ưu điểm của mình á, cho nên là cái gì mình cứ chia sẻ thêm nha. Dạ, nấu ăn ngon, nhậu giỏi. Nấu ăn ngon, nhậu giỏi nha. Rồi nhậu giỏi gì, một tuần đi mấy lần đây? Thường thường thì cuối tuần em mới tụ tập bạn bè. Ví dụ như có kèo thì mới đi đúng không? Dạ, lễ lộc cuối tuần.
Rồi, chia sẻ thêm về cái đường tình trường của mình nha, đường tình duyên của mình nè. Rồi đó giờ là mình bao nhiêu mối tình rồi, rồi cái mối tình nào là sâu đậm nhất, rồi sao mà mình không có tiếp tục với lại cái bạn nam đó đó. Rồi mời bạn ạ. Em có gia đình rồi nhưng mà em ly dị rồi. Rồi sau này mới quen một người lớn tuổi. Nhưng mà cũng chia tay một. Rồi, mình chia sẻ kỹ về cái cuộc hôn nhân trước đó của mình nha. Ví dụ như là lý do tại sao cơ duyên nào mà hay gặp gỡ nè, rồi quen nhau bao lâu, rồi có bé nào chưa, rồi lý do tại sao mà mình ly hôn á. Lý do ly hôn mình không nói được không chị? Dạ, đây là mình phải chia sẻ nha, tại vì mình muốn bạn nam mình hiểu câu chuyện của bạn nam thì mình cũng phải chia sẻ cho bạn nam hiểu câu chuyện của mình chứ. Em chưa có bé, tại vì chồng của em là làm DJ cho nên là hai đứa quen nhau ở trong quán bar. Quen nhau là tại vì chồng em có không phải có ghẻ nhưng mà là thích bạn bạn chơi chung với em cho nên là mình tự ái mình thôi. Là sống với nhau được bao lâu bạn ha? Dạ, quen nhau 3 năm nhưng mà cưới nhau 6 tháng ly thân anh. Cưới nhau 6 tháng là một thời gian là ly hôn lâu, ly thân lâu không ạ? Dạ, ly thân 6 tháng ra tòa. Lúc đó là mà mình sao mà mình phát hiện là anh thích cái bạn kia vậy chị? Dạ, tại vì bạn đó là bạn của em, bạn đưa tin nhắn cho em xem. Rồi lúc đó là kiểu như là cái bạn mà bạn thân của mình là có ý định là tiến tới với anh kia không? Dạ không, tại vì không có ý định cho nên bạn em mới nói lại với em. Xong rồi lúc đó mình có chia sẻ thẳng thắn với anh ấy như vậy rồi ví dụ như ảnh có gọi là hứa hẹn thay đổi đồ không? Hay sao mà hai vợ chồng quyết định là ly hôn luôn? Có hứa hẹn thay đổi nhưng mà giống như mình cũng tự ái á, tại vì thà là một người khác còn nói bạn mình này sao này còn gặp lại nữa cho nên là em không muốn bỏ qua. Rồi cái mối tình tiếp theo của mình nè, thì mình quen cái anh đó lớn hơn bao nhiêu tuổi ha? Tại sao mình chia tay? Lớn hơn 12 tuổi nhưng mà là người có gia đình. Nói chung là dâu. Lúc mà dạ thì mình quen nhau bao lâu mình mới phát hiện ra là anh ấy đã có gia đình rồi chị? Lúc đầu thì em cũng biết có gia đình nhưng mà anh ấy không có nói là ở chung vợ. Sau này biết thì quen rồi nên nhưng mà hai năm quen cũng hai năm mấy rồi, sau này có nhiều ảnh có mà cái này em không chia sẻ được nên là không có tiếp tục nữa. Quen nhau hai năm xong rồi mới biết là anh có gia đình rồi không? Lúc bắt đầu thì biết có gia đình rồi nhưng mà anh nói là không ở với vợ, rồi sau này quen rồi mới biết, thì lúc đó là quen rồi cho nên là vẫn quen luôn. Rồi sao mà mình quyết định là mình không có tiếp tục với anh nữa chị? Rồi là chị vợ cấm cản hay sao chị? Thế là ảnh là người đề xuất chia tay hay là mình đề xuất chia tay á? Em. Sau đó thì có kịch tìm hiểu thêm ai nữa không chị? Dạ không, chưa. Có nhiều người tìm hiểu nhưng mà em chưa có muốn, chưa thấy phù hợp. Rồi cái mối tình đó thì sao, cái mối tình đó là tới bây giờ là bao lâu rồi chị? Chưa có tìm hiểu ai nữa. 4-5 tháng. Rồi bây giờ là mình đã chấm dứt hoàn toàn rồi đúng không? Dạ đúng. Nên bắt đầu mối quan hệ mới. Rồi bây giờ mình muốn tìm một cái bạn nam như thế nào để mà mình giúp đôi cùng nè. Thì có thu nhập ổn định, dễ nhìn thôi. Nhưng mà cũng phải trắng trẻo xíu đừng. Có kinh tế. Với lại ở đâu cũng được, em tính quan trọng là ở gần hay là ở xa. Ở đâu cũng được luôn. Và tính cách của anh thì sao chị? Dễ thương chút xíu, đừng có quá khó tính, đừng có lớn thay nạt nộ nữa đó. Nói chung là dễ thương, nói chuyện nhẹ nhàng đúng không? Dạ. Rồi ví dụ như anh có kinh tế xíu là anh làm công việc gì cũng được, mình anh có kinh tế hay sao chị? Hay là phải trong cái ngành nghề gì mà mình thích? Nghề gì cũng được nhưng mà có thu nhập ổn định là được. Thu nhập ổn định của mình là khoảng từ bao nhiêu tới bao nhiêu là vừa thì là ổn định đó với mình chị? Phải hơn em. Rồi ví dụ giờ mình ảnh có ảnh không, mình không có yêu cầu quê quán vị trí địa lý vậy, ví dụ như ảnh ở ngoài Bắc mà ảnh có công việc ổn định á thì mình có ra Bắc mình lập nghiệp với ảnh được không?
Nếu như đủ duyên. Ừ. Nói chung là có thể hết nhưng mà phải để quen như thế nào đúng không? Dạ. Ừ. Rồi. Có thêm cái mong muốn gì không? Ví dụ có gì không thích ở bạn nam không bạn? Giờ thì nói chung là em chưa có yêu cầu gì. Tại vì khi mình tiếp xúc mình mới biết là mình cái gì mà không thích. Ừ, dạ rồi. Rồi, mình hay đi gọi là cũng hay đi nhậu gì nè rồi ca hát giao lưu văn nghệ rồi đó được không? Em không biết hát đó, là nhược điểm của em đó. Thật, nhược điểm không biết dạ. Hát hả? Ừ. Nhưng mà bà nấu ăn ngon đúng không? Dạ. Bù trừ đúng không? Ừ. Ờ, nhưng mà cho em hỏi lại chút xíu là hiện tại là mình sống ở Cà Mau á, là mình sống cùng với gia đình hay là sống một mình ạ? À? Dạ em sống với em gái, tại vì nhà em ở dưới quê lận. Ừ, quê mình ở đâu chị? Dạ quê em ở Trần Văn Thời. Ừ. Rồi giờ là có lâu lâu là về thăm, có gì thăm gia đình không ạ? À? Dạ, mỗi tuần nào cũng về. Tại cũng gần. Ừ. Có 40 cây à. Ừ. Rồi. Rồi, hôm nay là cái buổi casting sơ lược trước của chương trình thôi ha. Thì ví dụ như mà mình phù hợp với chương trình cũng như là chương trình có người phù hợp với mình thì sẽ có biên tập liên hệ với mình riêng là để trao đổi cụ thể hơn cũng như là dặn dò mình những cái điều mà mình cần chuẩn bị trước khi hành nha. Dạ. Ừ, dạ rồi, cảm ơn chị. Cảm ơn chị đã phỏng vấn. Dạ, buổi phỏng vấn của mình đến đây.